Tử vi tuổi Dần tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi, số mệnh mỗi con giáp sẽ gặp may mắn vào một thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Điều này được dự đoán dựa trên những nghiên cứu về chiêm tinh học kết hợp với ngũ hành và sự tương hợp của các yếu tố khác tạo nên tuổi và mệnh của mỗi người. Đây cũng là điều rất được nhiều người quan tâm bởi năm mới Tân Sửu 2021 đang bước sang những trang đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt mới. Một sự nghiệp phát triển thuận lợi và gặt hái được thành công nhất định, trở thành nhân vật có tầm cỡ trong lĩnh vực của mình thì ngoài thực lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, chúng ta vẫn cần thêm một chút cơ hội tốt cùng với sự may mắn của bản lĩnh để nắm bắt. Sách trời đã định rằng trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ có con giáp sẽ trả sạch nợ nần, hưởng lộc trời ban, gặp nhiều thời cơ tốt để bứt phá trong cuộc sống. Để tiếp tục hành trình luận giải tử vi của 12 con giáp theo từng tháng âm lịch từ thầy Gia Cát, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vận trình của các quý gia chủ tuổi Dần trong tháng 1 năm 2021. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để được đăng lịch. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1. Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dần. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Dần sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, từ ngày 17 tháng 2 dương lịch có nạp sát là Bính Thân, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 và Nhâm Dần sinh năm 1962. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1 năm 2021, từ ngày 1 tháng 3 dương lịch có nạp sát là Mậu Thân, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 và Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, từ ngày 20 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, từ ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong cùng bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Dần cho thấy xem chừng sự nghiệp của bản mệnh vẫn chưa được sự khởi sắc. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong khoảng thời gian này, nếu bạn càng cố làm những việc công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồn nhiều nhiệm vụ. Đây cũng là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Chúng tôi khuyên bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân, không nên sợ hãi thất bại. Bởi thông qua những lần thất bại, bạn có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành bước đệm trong tương lai.
để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông và rộng mở. Khi thấy gia cát, khuyên người tuổi Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế sẽ hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Dần vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng này. Một phần do bạn còn đang chần chừ, do dự trước các cơ hội nên bỏ lỡ thời cơ làm ăn kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào, phòng bị lừa gạt. Bước sang tháng 1 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Dần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất sẽ giúp các gia chủ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi tháng 1 âm lịch của người tuổi Dần có cho thấy chuyện tình cảm cũng không được thuận buồm, xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh được một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đang trải qua, nhìn nhận thực tế các mối quan hệ xung quanh. Hơn nữa, bạn là người cứng nhắc, bạn không chủ động, cũng không chịu mở lòng, vì vậy nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành được. Bản thân còn đang giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Phương diện tình cảm trong tháng này với bạn mà nói là rất tiêu cực, bạn nên mở lòng để đón nhận, quá khứ cũng chỉ là để quên đi, tương lai bạn đang đón chờ ở phía trước. Với những người tuổi Dần đã có gia đình cũng không mấy êm ấm. Trong tháng này, công việc bận rộn, vô tình kéo bạn ra xa gia đình. Hai bạn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau, do đó tình cảm cũng dần phai nhạt. Bạn cần chú ý thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Ngoài ra tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Dần. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu, làm bai. Người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái, thân thiết, có nguy cơ làm sạn vỡ mối quan hệ đã có. Cho nên bạn cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng 1 âm lịch, tuổi Dần cần chú ý nhất chính là vấn đề sức khỏe, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa, cũng phải cẩn trọng. Trong tháng, bạn có thể căng thẳng, mệt mỏi khi có khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi vì bận rộn đến không có thời gian để thở. Cho nên bạn nên tích cực đọc sách, chăm lo các thú vui tào nhã để đem lại cho đời sống tinh thần những cảm xúc tích cực nhất. Đồng thời người tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, Nhâm Dần sinh năm 1962. Năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành bích thủ thổ. Thổ kim tương sinh khiến cho kim khí quá vượng. Trong tháng 1 âm lịch, mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận và tránh những tai họa liên quan tới xương cốt. Ngoài ra, trong tháng, các mối quan hệ xã hội của tuổi Nhâm Dần không được như ý, sẽ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng. Hãy nói ít hơn, làm nhiều hơn, tuyệt đối nên đối nhân xử thế linh hoạt hơn, tránh kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Vậy nên để may mắn thành công, các anh chị Nhâm Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ hai, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974.
Trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, tử vi có nói tuổi Giáp Dần có số đào hoa, đặc biệt là nếu bạn đã kết hôn, có thể đào hoa chính là kẻ đầu tiên giết cuộc hôn nhân của chính bạn. Cho nên bạn cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Ngoài ra, vận mệnh Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2021 Tân Sửu, mệnh chủ sẽ phải cần đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với bạn, vận khí cực kỳ kém. Khoảng thời gian này, kênh phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên cân nhắc kỹ cho những quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Đồng thời, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 1 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp bạn tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh, thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ ba, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Năm Tân Sửu nằm âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Hỏa, Thổ, Tân Sinh khiến cho thổ khí quá vượng, gây nên gia chủ tuổi Bính Dần sẽ dễ mắc phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Hơn nữa, những người tuổi Dần sinh năm 1986 trong năm 2021 này vận trình nửa đầu năm khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Thứ tư, Mậu Dần, sinh năm 1998. Tháng 1 âm lịch Tân Sửu đối với Mậu Dần, đây là tháng học, đây là tháng xây, đây chưa phải là tháng hưởng, chưa phải là tháng tự thành hoa, kết thành quả. Khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần Mậu Dần bền tâm vững chí, để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén những điểm mạnh mình sẵn có. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Dần. Cảm ơn quý anh chị đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!